Chào các em, như vậy ở một số bài học hôm trước thì các bạn đã được làm quen với cái định nghĩa của tỷ số cũng như thế là cái định nghĩa của tỷ lệ thức và cái cách mà từ một tỷ lệ thức chúng ta suy ra rất là nhiều tỷ lệ thức khác. Đấy là một cái tính chất mà thầy mở rộng ra cho các bạn và các bạn cũng đã được luyện tập một số cái dạng bài tập ở cái phần tỷ số. Tuy nhiên thì ở cái phần bài tập của cái phần tỷ lệ thức thì các bạn thầy thấy là đa phần các bạn làm đang còn rất là yếu. Chính vì vậy nên là bài học hôm nay thầy hướng dẫn cho bạn cách mà chúng ta sẽ giải một số cái dạng bài tập ở cái phần tỷ lệ thức của chúng ta. Ví dụ như là cái ví dụ thứ nhất của chúng ta là như này, tức là bây giờ là người ta bắt mình nêu cái định nghĩa của tỷ lệ thức và lấy bàn ví dụ minh họa. Đến cái ví dụ 2 thì như thế này, tức là bây giờ là cho cái tỷ lệ thức a phần b bằng c phần d đấy, tức là cho cái tỷ lệ thức này thì bây giờ là từ cái tỷ lệ thức này các bạn hãy suy ra cho thầy được 5 cái tỷ lệ thức khác. Đấy, thì đấy chính là cái ví dụ số 2. Đấy, cái ví dụ số 3 thì bây giờ là người ta cho một cái tỷ lệ thức như này, ví dụ như a phần b bằng c phần d. Bây giờ là mình hãy chứng minh một cái tỷ lệ thức mới. Các bạn có thể coi là cái tỷ lệ thức này nó được suy ra từ cái tỷ lệ thức ban đầu là a phần b bằng c phần d này. Đấy, thì từ cái tỷ lệ thức ban đầu này người ta suy được cái này và bây giờ là mình phải chứng minh như vậy thì liệu cái cách mình suy đấy có đúng hay không. Đấy, thì đấy chính là cái ví dụ số 3. Đấy, như vậy thì nói tóm lại thì cái nội dung của cái ví dụ thứ nhất thì nó bắt mình là phải hiểu được cái định nghĩa của tỷ lệ thức. Cái nội dung thứ hai là các bạn phải biết được là từ một tỷ lệ thức các bạn phải suy ra được nhiều tỷ lệ thức khác. Và cái ví dụ thứ ba đấy thì khi mà người ta cho một tỷ lệ thức, bây giờ là chúng ta suy ra, ví dụ như là ở ví dụ 2 thì các bạn đã biết cách suy ra một tỷ lệ thức này, thì chẳng hạn chúng ta suy ra được tỷ lệ thức này, ví dụ như là a trừ b trên a cộng b bằng c trừ d trên c cộng d này, hoặc là một tỷ lệ thức nào đó này, thì bây giờ là các bạn biết cách suy rồi, nhưng mà bây giờ các bạn phải biết cách chứng minh để xem là như vậy là mình suy như vậy có đúng hay không. Đấy, thì đấy là ba cái ý nghĩa ở ba cái ví dụ mà thầy nêu cho các bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sẽ vào chúng ta giải quyết từng ví dụ một. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái ví dụ thứ nhất là người ta bắt mình nêu định nghĩa của tỷ lệ thức và lấy ba ví dụ minh họa. Thì các bạn nhớ cho thầy được là cái định nghĩa tỷ lệ thức thì trong cái bài giảng thì thầy có giảng rồi, hoặc là nhớ thầy là sau này mà cứ làm những cái bài tập mà mang tính chất lý thuyết như này thì các bạn có thể dỡ sách giáo khoa ra, nói chung là những cái phần mà người ta đóng khung hoặc người ta in riêng nói chung là người ta ghi cho nó nổi bật ấy. Thì lúc đấy các bạn cứ để ý cho thầy kỹ một xíu là chúng ta nhìn thấy cái phần này ngay. Như vậy thì trong sách giáo khoa người ta định nghĩa cái tỷ lệ thức như này. Tỷ lệ thức là một đẳng thức của hai tỷ số a phần b bằng c phần d. Tức là nếu mà chúng ta có hai cái tỷ số a và b là như này, các bạn nhớ thầy tỷ số của hai số chính là hai số chia nhau mà. Như vậy thì tỷ số của a và b chính là a phần b như này. Tỷ số của c và d chính là c phần d như này. Nếu hai cái tỷ số này bằng nhau thì người ta gọi là một đẳng thức, hay là người ta cũng có thể gọi một cái tên khác là tỷ lệ thức. Đấy, thì đấy chính là cái nội dung và cái cách mà các bạn phải hiểu được cái định nghĩa của tỷ lệ thức. Bây giờ thầy sẽ lấy cho các bạn ba ví dụ minh họa. Thì các bạn chú ý thầy, thì qua cái định nghĩa thì các bạn nhớ thầy là cứ hai cái tỷ số của các bạn bằng nhau thì chúng ta ghép lại với nhau bằng dấu bằng như này thì nó tạo thành một tỷ lệ thức thôi. Chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy là 1/3 của các bạn này và 2/6, đây là hai cái phân số này bằng nhau mà. 2/6 các bạn rút gọn cả tử phần mẫu cho 2 này thì 2/2 = 1 này, 6/2 = 3 này, đấy thì nó chính là 1/3 ngay. Như vậy thì hai cái thằng phân số này của chúng ta nó bằng nhau. Chính vì vậy nên là chúng ta ghép với nhau bằng dấu bằng như này thì chúng ta được một tỷ lệ thức. Đấy, như vậy thì cách mà chúng ta suy ra một tỷ lệ thức nó rất là đơn giản như vậy thôi. Nói chung là các bạn cứ ghép hai cái tỷ số của chúng ta nó bằng nhau. Ví dụ như là 1/3 này và cái thằng là 2/6 này của chúng ta nó bằng nhau thì các bạn viết thêm cho thầy dấu bằng. Như vậy thì chúng ta đã có được một tỷ lệ thức rồi. Như vậy thì cái phần tỷ lệ thức chúng ta lấy nó rất là dễ như vậy. Hoặc là các bạn sẽ thấy cho thầy được là cái -2/4 của chúng ta thì chúng ta rút gọn đi, cả tử và mẫu rút gọn cho 2 đi thì nó chính là -1/2 đấy. Còn 3/-6 của chúng ta này thì cả tử và mẫu rút gọn cho -3 đi. Đấy, thì nó cũng chính là -1/2. Nói chung là hai thằng này của chúng ta đã bằng nhau. Như vậy thì chúng ta thêm dấu bằng như này thì chúng ta có được một tỷ lệ thức. Đấy, như vậy thì đấy chính là cái ví dụ thứ hai của chúng ta. Hoặc là cái ví dụ thứ ba của chúng ta này, thì bây giờ thầy cho nó không phải là phân số một xíu đi. Ví dụ như là 0/5 này chia cho 0/2 này thì nó cũng bằng là 5/2, là vì là các bạn nhân cả tử và mẫu của cái thằng bên trái của chúng ta mới 10 đấy. 0/5 nhân với 10 thì bằng 5, 0/2 mà nhân với 10 thì bằng 2. Chính vì vậy nên là hai cái thằng này của chúng ta bằng nhau này. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể là lập thành một tỷ lệ thức bằng cách là cho thêm dấu bằng này. Đấy, như vậy thì người ta định nghĩa là tỷ lệ thức là một đẳng thức của hai tỷ số, mà như vậy là nghĩa là
hai cái tỷ số này bằng nhau mà các bạn nối với nhau bằng cái bằng luôn như này thì lúc đấy người ta gọi là một tỷ lần thức mà. Chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy là cái phần mà chúng ta lấy ví dụ về cái phần tỷ lần thức nó rất là dễ như vậy. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta giải cái ví dụ thứ nhất của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta giải cái ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì người ta cho một cái tỷ lệ thức, tức là A phần B bằng C phần D. Người ta bắt mình là từ cái tỷ lệ thức này, các bạn suy ra cho thầy 5 cái tỷ lệ thức khác. Thì các bạn chú ý cho thầy là ở cái phần bài giảng của cái phần tỷ lệ thức đấy, thầy hướng dẫn cho bạn cách mà từ một tỷ lệ thức chúng ta suy ra rất là nhiều tỷ lệ thức khác rồi. Đấy, chính vì vậy nên là cái phần này bạn nào muốn hiểu kỹ hơn thì các bạn xem lại cái video cũ cho thầy. Còn không thì ở đây thầy hướng dẫn cho các bạn lại một số cái ý chính trong cái phần đấy là như này. Tức là ví dụ như là từ cái tỷ lệ thức A phần B bằng C phần D này, để suy ra các tỷ lệ thức khác thì các bạn nhớ thầy là khi mà chúng ta tác động đến bên trái như nào này, đấy, tức là bên trái này là A phần B đấy, thì bên phải chúng ta tác động y hệt như vậy thì lúc đấy chúng ta sẽ thu được một cái tỷ lệ thức mới. Đấy, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta suy ra một cái tỷ lệ thức. Nói chung là các bạn nhớ thầy đừng có B bên này sang bên kia, ví dụ như là BC hoặc D sang với bên trái của chúng ta, hoặc là BAB sang với bên phải. Đấy, nói chung là vế nào các bạn giữ nguyên vế đấy. Nói chung là khi mà các bạn đổi một cái thằng này của vế này sang vế kia đấy thì lúc đấy là có thể là tỷ lệ thức của chúng ta vẫn đúng, nhưng mà nói chung là đa phần thì nó rất là nhiều trường hợp sai. Chính vì vậy nên là cái phần này là chúng ta bỏ qua. Đấy, mà các bạn nên nhớ cho thầy là khi mà mình biến đổi thằng bên trái như nào, ví dụ chúng ta nhân cả tử và mẫu với mấy này, hoặc là chúng ta mũ mấy lên đấy, thì bên vế phải chúng ta cũng phải làm như vậy giống hệt luôn, thì lúc đấy là hai vế của chúng ta bằng nhau. Đấy, và các bạn phải chú ý cho thầy là trong cái quá trình mà chúng ta tác động đến vế trái như nào, vế phải tác động như vậy đấy, thì chúng ta phải luôn luôn tuân thủ theo hai cái quy tắc mà bắt buộc là phải nhớ, tức là mẫu của chúng ta không được bằng không. Đấy, khi mà chúng ta suy ra cái tỷ lệ thức mới thì làm sao cái mẫu được bằng không là nó sẽ đúng. Cái thứ hai là cái bậc ở tử là mũ 3 chẳng hạn này, thì ở mẫu cũng phải mũ 3, bên này tử và mẫu cũng phải mũ 3. Thì đấy là hai cái nguyên tắc mà các bạn phải nhớ. Nói chung là phải nhớ cho thầy là khi mà mũ mấy lên thì cả tử và mẫu nó phải được mũ giống nhau, chứ không được tử mũ 3 mà mẫu mũ 2 là cũng được. Và hai thằng nó bắt buộc là phải biến đổi thằng trái như nào, thằng phải tới như vậy rồi, thì cái đấy không nói rồi. Cái thứ hai nữa là các bạn phải nhớ thầy là mẫu được bằng không thì lúc đấy là các tỷ lệ thức của chúng ta sẽ luôn luôn đúng. Đấy, như vậy thì các bạn mà cứ tuân thủ theo đúng ba cái quy luật như vậy thì chúng ta sẽ suy ra năm cái tỷ lệ thức, hay là rất là nhiều các tỷ lệ thức khác, nó rất là dễ. Ví dụ như là bây giờ các bạn thấy cho thầy như này. Như vậy thì đầu tiên chúng ta bên lại cái lời giải các tỷ lệ thức suy ra được từ tỷ lệ thức đã cho này. Cụ thể cái bài này nó bắt mình viết 5 tỷ lệ thức thì chúng ta sẽ suy như này. Ví dụ như là chúng ta có cái tỷ lệ thức thứ nhất là như này. Ví dụ như là A cộng B trên B thì nó bằng C cộng D trên D. Nghĩa là cái thằng bên trái thầy đã B cái mẫu của nó lên cộng với tử. Thì cái thằng bên phải các bạn thấy cho thầy được là nó cũng là B cái mẫu lên cộng với tử. Đấy, như vậy mẫu của thằng bên trái của chúng ta là B này, thì các bạn B lên thì nó trở thành là A cộng B. Đấy, tử chúng ta là A mà, như vậy A cộng B trên B này. Thì thằng bên kia cũng phải làm như vậy, tức là các bạn B cái mẫu lên, tức là BD lên. Đấy, như vậy thì nó bằng C cộng D trên D. Hay là cái tỷ lệ thức này là chúng ta suy ra được từ cái tỷ lệ thức ban đầu. Nếu mà cái tỷ lệ thức ban đầu người ta cho là đúng thì chúng ta sẽ suy ra cái này nó cũng đúng. Và các bạn nhớ thầy là thầy giữ nguyên lại B với D này. Đấy, B ở trên cái tỷ lệ thức ban đầu là mẫu của nó là B và D này, thì thầy cố gắng thầy giữ nguyên cái mẫu này. Thì lúc đấy là người ta cho A phần B bằng C phần D, nghĩa là B và D của chúng ta nó phải khác không thôi. Chính vì vậy nên là thầy giữ lại cái mẫu của chúng ta nó như cũ để cho nó khác không. Đấy, như vậy thì cái tỷ lệ thức của chúng ta là đúng cái quy tắc mà thầy có nêu cho các bạn này, để chúng ta suy ra một cái tỷ lệ thức này. Tức là các bạn tác động đến vế trái như nào thì vế bên phải các bạn phải tác động như vậy. Cụ thể là thầy B cái mẫu lên tử đấy, cho nó cộng với tử đấy, thì bên vế phải thầy cũng vậy này. Và mẫu nó không được bằng không. Đấy, như vậy thì thầy giữ cái mẫu nó không bằng không rồi. Và bậc thì các bạn thấy thầy được là tử của chúng ta là bậc 1 thì mẫu cũng bậc 1. Thằng bên trái và thằng bên phải đều giống nhau như vậy. Đấy, nên là cái này chắc chắn là đúng. Tiếp tục thì các bạn bây giờ thầy lại thầy B lên nhưng mà lại bị trừ. Như vậy thì các bạn có A trừ B trên B thì nó cũng bằng C trừ B trên D. Đấy, như vậy thầy vẫn giữ lại cái mẫu này. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là khi mà chúng ta giữ cái mẫu nguyên vẹn như lại như này thì chắc chắn là mẫu nó không bao giờ bằng không. Và các bạn thấy cho thầy là tử của chúng ta mũ 1 này, A đây là có một thằng A thôi, không phải A mũ 2, A mũ 3, như vậy nó là bậc 1. B cũng vậy. Đấy, B của chúng ta là một thằng B thôi, như vậy nó cũng là bậc 1. Như vậy ở dưới mẫu cũng là bậc 1. Đấy, và bên phía phải của chúng ta cũng vậy. Như vậy chúng ta đã tuân thủ đúng ba cái quy luật để chúng ta suy ra một tỷ lệ thức. Tức là chúng ta tác động vào vế trái như nào thì vế phải như vậy. Cụ thể là chúng ta sẽ lấy tử của từng vế trừ đi cái mẫu, và trên cái mẫu của nó giống nguyên. Đấy, cái bên vế phải của chúng ta cũng vậy.
đấy, và bậc của nó thì giống nhau đấy. Mẫu thì thầy cho các bạn là mẫu thì thầy bê lại, như vậy thì hiển nhiên nó là cũng khác không rồi. Như vậy thì cái tỷ lệ thức thứ hai chúng ta suy được cũng đúng. Hoặc là tương tự thì bây giờ thầy sẽ làm cho nó khác một xíu đi, tức là bây giờ là thầy mũ hai lên đấy, ví dụ như là đang a phần b bằng c phần d này, thì các bạn bình phương cả hai vế thì nó cũng bằng nhau. Hai thằng nào bằng nhau thì bây giờ các bạn bình phương cả hai vế thì nó vẫn bằng nhau. Nói chung là hai thằng nào bằng nhau thì các bạn cứ tác động thằng này như nào thằng kia tác động như vậy đấy, làm sao nó tuân thủ đúng cái quy luật, tức là tự mũ mấy mẫu mũ nấy và mẫu đừng bằng không thì nó vẫn bằng nhau đấy. Như vậy thì thầy tác động là bằng cách mũ hai cả hai vế này, như vậy là a phần b tất cả mũ hai thì bằng từng thằng một mũ hai, chính là a mũ hai b mũ hai này, thì thằng bên này cũng vậy này, nó chính là c mũ hai trên b mũ hai. Như vậy thì đây cũng là một tỷ lệ thức mới mà chúng ta suy được từ cái tỷ lệ thức ban đầu. Hoặc là để cho nó khác một xíu thì các bạn thấy cho thầy là như này, tức là sau khi mà bình phương lên ấy, thì các bạn sẽ lấy cái tử bình trừ đi mẫu bình này, trên mẫu bình cộng với tử bình này. Đấy. Rồi thằng bên phải nó cũng vậy, tức là tử bình trừ đi mẫu bình của nó này, rồi lấy cái mẫu bình của nó cộng với tử bình của nó. Đấy, thì lúc đấy chúng ta cũng được một tỷ lệ thức là như này. Các bạn phải chú ý cho thầy cái chỗ mẫu bằng không. Đấy, thì mẫu của chúng ta là các bạn nhớ thầy là bây giờ thầy cho hai thằng bình phương, nó bình phương là không bao giờ âm mà. Đấy, cứ mũ hai lên mũ chẵn lên là các bạn thấy cho thầy là sau này nó sẽ luôn lớn bằng không mà cái tỷ lệ thức ban đầu người ta cho là a phần b bằng c phần d, nghĩa là bd của các bạn đã khác không rồi đấy, mà b và d khác không thì các bạn sẽ thấy cho thầy được là a bình cộng b bình của chúng ta nó sẽ lớn hơn không ngay, vì mình thằng b bình phương nó đã dương rồi đấy, còn thằng a bình phương thì nó không âm, tức là lớn bằng không. Như vậy hiển nhiên a bình cộng b bình thì lớn bằng không. Thằng c bình cộng với d bình cũng vậy, vì thằng d bình của chúng ta nó lớn không rồi, vì là d của chúng ta là khác không mà, thì âm các bạn mũ hai lên thì nó cũng dương mà, và dương mũ hai nó cũng dương mà. Như vậy thì d bình nó là lớn không rồi, lớn mà không mà cộng với thằng c bình là không âm nữa, như vậy thì cái này lớn không chắc rồi. Như vậy thì mẫu chúng ta khác không này, và các bạn thấy cho thầy là tử các bạn mũ hai thì mẫu mũ hai, thằng vế trái cũng vậy mà thằng vế phải cũng vậy, và cái quy luật của các bạn là các bạn trừ lấy tử bình trừ mẫu bình này thì cái bên vế phải của các bạn cũng là tử bình trừ mẫu bình, cái mẫu của các bạn ở vế trái nó là tử bình cộng mẫu bình này, thì cái mẫu ở vế phải của bạn cũng là tử bình cộng mẫu bình. Chính vì vậy nên là chúng ta đã tuân thủ đúng ba cái quy tắc để chúng ta suy ra một cái tỷ lệ thức mới từ tỷ lệ thức ban đầu. Chính vì vậy nên là cái tỷ lệ thức này cũng luôn luôn đúng. Hoặc là đến cái tỷ lệ thức tiếp theo là các bạn thấy cho thầy là bây giờ là thay vì là cái tỷ lệ thức thứ tư này thì thầy thêm số 5 vào này. Đấy, tức là thầy thêm là 5 lần b bình này, thì bên này cũng là 5 lần b bình, tức là thằng vế trái của chúng ta là các bạn trừ đi lấy thằng tử bình này trừ đi 5 lần mẫu bình này, thì thằng vế phải của các bạn cũng phải là tử bình trừ 5 lần mẫu bình. Đấy, nói chung là vế trái chúng ta tác động như nào thì vế phải tác động y hệt như vậy. Đấy, và các bạn thấy cho thầy là cái mẫu thầy cũng giữ nguyên này. Đấy, nó bình phương nó dương rồi, giống cái tỷ lệ thức thứ tư của chúng ta này. Như vậy thì cái mẫu của chúng ta là lớn không này, bậc nó giống nhau này. Và bên trái thầy tác động như nào thì bên phải thầy cũng tác động như vậy, thì nên là cái tỷ lệ thức của chúng ta suy được này nó cũng luôn đúng. Đấy, như vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta suy ra rất là nhiều tỷ lệ thức từ cái tỷ lệ thức ban đầu. Các bạn nhớ có thể là bằng cách là các bạn có thể thêm 5, thêm 7 vào đâu cũng được. Đấy, nghĩa là cái mẫu đừng bằng không và cái bậc nó bằng nhau, và các bạn mũ mấy thì cũng được. Đấy, và nhớ cho thầy là đừng có bê bên này sang bên kia. Đấy, các bạn thấy cho thầy là ở ví dụ như là cái thằng thứ nhất này, thầy chỉ có tác động đến là vế bên trái là cụ thể là thằng tử và thằng mẫu nó thôi. Vế bên trái các bạn thấy cho thầy là chỉ có AB này, thì bây giờ là các cái tỷ lệ thức mà thầy suy ra là bên trái của chúng ta là nó cũng chỉ có AB này, a cộng b trên b hoặc a trừ b trên b, đây nó cũng AB hết này. Hoặc a bình b bình này, hoặc a bình trừ b bình này, trên a bình cộng b bình này. Đấy, vế trái nó như thế nào thì các bạn để nguyên vế như vậy, đừng có b sang bên kia. Đấy, hoặc là bên vế phải các bạn là c với d này, đây ban đầu mình là c với d này, thì các vế bên phải còn lại này, đây c cộng d trên d này, c trừ d trên d này, c bình trên d bình này, hoặc c bình trừ d bình trên c bình cộng d bình này, hoặc là c bình trừ 5 d bình trên c bình cộng d bình này, thì nó toàn là c với d. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ suy ra là cái tỷ lệ thức của chúng ta nó sẽ luôn luôn đúng. Đấy, như vậy thì nói chung là các bạn cứ nhớ cái quy luật mà thầy mở rộng cho các bạn đấy ở cái bài học trước đấy, thì các bạn sẽ suy ra rất là nhiều tỷ lệ thức khác, và các bạn có, nếu mà các bạn nắm được cái phần này thì khi mà các bạn, nhất là bạn nào đi thi học sinh giỏi, thì các bạn sẽ cảm thấy những cái bài mà người ta suy ra loang hoàng này thì nó thực ra nó cũng rất là dễ như vậy thôi. Đấy, các bạn cứ đúng quy luật đấy các bạn suy ra là đúng hết. Đấy, và các bạn nhớ thầy là cái phần này thì các bạn chú ý thầy, đây là cái phần nâng cao mà thầy phát triển cho các bạn, chứ nó không phải nằm trong chương trình sách giáo khoa. Chính vì vậy nên là mình biết thôi, chứ khi mà mình làm thì các bạn không được suy như này. Đấy, hoặc là suy như này, nhưng mà các bạn phải chứng minh
thì lúc đấy là các bạn mới có định tối đa. Còn nếu mà đây là các số cụ thể thì các bạn có thể suy thoải mái đấy, nhưng mà nếu mà tổng quát như này là các bạn phải chứng minh. Và cụ thể thì các bạn nhớ là mỗi cái mà các bạn từ cái định lợi thức ban đầu các bạn suy ra được là các bạn phải chứng minh, và nó cũng chính là cái dạng bài tập mà chúng ta rất hay đụng ở cái chương trình lớp 7 của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ mình suy ra được rồi thì bây giờ mình sẽ chứng minh. Cụ thể là cái ví dụ số 3 này, thầy hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh một cái tỷ lệ thức mới mà chúng ta suy được từ tỷ lệ thức ban đầu, chính là cái thằng là a trừ b trên a cộng b này thì nó bằng c trừ d trên c cộng d này. Thì các bạn thấy cho thầy cái ví dụ mới này nó đúng cái quy luật mà cái ví dụ 2 thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi, chính là các bạn bê cái mẫu lên tử này. Đấy. Rồi các bạn lấy tử trừ đi mẫu này, rồi xong ở dưới mẫu các bạn lấy tử cộng mẫu này. Đấy, thì cái thằng bên kia nó cũng vậy này, tức là thằng bên phải của chúng ta nó cũng vậy này. Đó là các bạn lại bê cái mẫu của nó lên, tức là d lên đấy. Đấy, các bạn lấy c trừ d này, tức là lấy tử trừ mẫu này. Rồi các bạn lấy tử cộng mẫu. Nhưng mà chú ý cho thầy là trong cái trường hợp này các bạn nhớ cho thầy là cái điều kiện của các bạn là hiển nhiên nó đã thỏa mãn rồi. Tức là a cộng b và c cộng d của các bạn nó phải khác không rồi thì mới được. Đấy, và như vậy thì qua cái đến cái, như vậy thì đến cái ví dụ thứ ba này các bạn thấy cho thầy được là khi mà các bạn dùng đúng cái quy luật mà thầy hướng dẫn cho các bạn cách mà từ một tỷ lệ thức các bạn suy ra tỷ lệ thức khác đấy, thì nếu mà nó đừng có vô nghĩa, tức là cái mẫu nó đừng bằng không đấy, thì chúng ta sẽ suy ra nó vẫn đúng đấy. Cụ thể là ví dụ như là cái trường hợp này đấy. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh dạng này. Các bạn nhớ thầy là phải nắm chắc cho thầy cái cách chứng minh này, vì cái dạng bài tập của chúng ta trong sách giáo khoa, cái phần bài kiểm tra của bạn ấy, kể cả bài kiểm tra 15 phút tít hay là bài kiểm tra học kỳ của bạn ấy, thì cái phần này nó cũng rất hay ghi. Chính vì vậy nên là các bạn phải nắm chắc và nhớ thầy là cái cách chứng minh của nó hầu như là chỉ có một cách thôi. Như vậy là cụ thể là các bạn sẽ làm như này, tức là để khai thác được cái giả thiết thì lúc nào mình cũng đặt là a phần b bằng c phần d, và không biết nó bằng bao nhiêu thì mình đặt bằng t này. Đấy, thì lúc nào các bạn cũng vậy thôi. Như vậy thì các bạn sẽ suy ra cho thầy được là a phần b thì bằng t mà, tức là a chia b bằng t đấy, nên là a các bạn sẽ bằng là b nhân t. Tương tự c chia d thì bằng t, như vậy là c của các bạn thì bằng b nhân t. Đấy, như vậy thì lúc nào chúng ta cũng đặt cái này. Ví dụ như là nếu mà nó là e trên f thì các bạn là e trên f bằng t này. Đấy, rồi xong lại e bằng là f nhân t. Đấy, nói chung là lúc nào chúng ta cũng đặt như này, và chúng ta suy ngược lại cái tử chúng ta nó bằng cái mẫu nhân với t. Đấy, như vậy thì đấy là cái bước thứ nhất của chúng ta. Sau đấy là tiếp tục cái cách mà chúng ta chứng minh, là các bạn nhớ đây là cái cách mà chúng ta chứng minh này, là sau khi mà chúng ta đã đặt như này rồi thì lúc đấy các bạn phải biến đổi từng cái vế một của chúng ta. Ví dụ như là vế thứ nhất của chúng ta là a trừ b trên a cộng b này, đấy, tức là vế trái này. Đấy, còn cái vế thứ hai của chúng ta tức là c trừ d trên c cộng d này là vế phải này. Đấy, thì các bạn sẽ biến đổi từng cái vế này cho thầy. Các bạn phải thay cái mà chúng ta đặt được này vào vế trái và vế phải. Đấy, thì lúc đấy là sau đấy các bạn rút gọn từng cái vế một, thì nếu mà cái kết quả mà các bạn thu được bằng nhau thì chứng tỏ hai thằng bằng nhau. Đấy, thì các bạn nhớ thầy đấy là cái cách làm chúng ta lúc nào cũng đặt xong là suy ra tử bằng mấy t này. Đấy. Rồi là sau đấy là các bạn thay vào từng cái vế của cái tỷ lệ thức mà mình phải chứng minh. Sau đấy là các bạn phải biến đổi làm sao mà nó giống nhau, thì như vậy thì hai vế của chúng ta nó bằng nhau. Suy ra là như vậy thì cái tỷ lệ thức của chúng ta là nó đúng. Thì ví dụ như bây giờ thầy hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm cái bước tiếp theo. Thì các bạn sau khi các bạn đặt là các bạn có được a bằng bd này, c bằng dt này, chúng ta ký hiệu là 1 này. Đấy, và thay ac này, đấy, tức là a bằng bd, c bằng dt này từ 1 này, đấy, tức là từ cái chúng ta ký hiệu này, đấy, tức là từ cái mà chúng ta suy ra như này. Thì bây giờ các bạn có cho thầy như này. Như vậy đầu tiên chúng ta biến đổi cái vế trái, đấy, tức là a trừ b trên a cộng b này, thì các bạn b lại. Sau đấy là chỗ nào mà thay được các bạn thay cho thầy. Cụ thể là các bạn chỉ thay được là a với c thôi, mà ở cái vế trái của chúng ta là chỉ có a thôi, không có c. Chính vì vậy nên là chỗ nào có a các bạn thay bằng bt cho thầy, a bằng bt mà. Như vậy thì a thì các bạn thay bằng bt. Đấy, dấu trừ các bạn b lại. B thì chính bằng b nhân 1. B nhân 1 thì bằng b mà. Hay là một số nhân với 1 thì bằng chính nó. Như vậy thì chúng ta nhân thêm 1 thì nó không ảnh hưởng gì. Đấy, a cộng bt thì các bạn thay a bằng bt. Đấy, nói chung là chỗ nào thay được thì mình thay. Đấy, như vậy thì đến chỗ đây thì các bạn có cho thầy được a bằng bt. Dấu cộng các bạn b lại. B thì chính bằng b nhân 1. Đấy, như vậy thì chúng ta thu được cái này. Đấy, và đến đây thì các bạn thấy cho thầy là tử các bạn có cái thằng b chung thì các bạn vứt ra ngoài. Đấy, vứt b ra ngoài thì thằng thứ nhất của các bạn là bt đấy, vứt b ra thì còn t, các bạn b lại đây, dấu trừ các bạn b lại đây. Đấy, b vứt ra ngoài thì thằng này còn số 1 thôi. Đấy, như vậy thì các bạn là có được cái tử của chúng ta là
b nhân với mũ ngoặc t trừ 1 đóng ngoặc. Tương tự thì cái mẫu các bạn lại cũng thấy cho thầy là có b chung. Như vậy thì các bạn vứt thằng b ra ngoài. Đấy thì các bạn đang bt này thì các bạn được là vứt thằng b ra ngoài. Thì đang bt này các bạn vứt thằng b ra ngoài thì nó chính là còn t. Dấu cộng các bạn b lại này. Thằng b các bạn vứt ra ngoài thì nó chính còn số 1. Đấy như vậy thì chúng ta thu được cái kết quả là b nhân mũ ngoặc t cộng 1. Đấy, và các bạn chú ý thầy là tại sao thầy thêm số 1 này này. Đấy là để cho các bạn dễ quan sát. Đấy, như vậy sau khi chúng ta vứt thằng nào đi này thì những thằng còn lại chúng ta b hết vào trong ngoặc này. Đấy. Và đến đây thì các bạn thấy cho thầy là cá tử và mẫu chúng ta có b này, như vậy chúng ta rút gọn đi thì chúng ta được một cái tỷ số mới, tức là t trừ 1 trên t cộng 1. Đấy, và đến đây chúng ta ký hiệu nó là 2. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đặt và chúng ta thế vào cái giấy trái của chúng ta và chúng ta tối giản đi đấy thì chúng ta thu được cái kết quả là t trừ 1 trên t cộng 2. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cái vế bên phải xem là nó có bằng t trừ 1 trên t cộng 2 không. Nếu mà nó bằng thì chứng tỏ là hai thằng này bằng nhau, và như vậy thì tỷ lệ thức của chúng ta là đúng. Như vậy thì chúng ta bê bên phải lại và tương tự thì chỗ nào thay được các bạn thay. Như vậy thì cái bên phải có bạn là c trừ d trên c cộng d. Như vậy thì các bạn chỉ thay được cho thầy là mỗi là c thôi vì nó không có a. Đấy, các bạn chỉ thay được có a với c mà a không có thì mình chỉ thay c thôi. Như vậy thì c thì thầy thay bằng d nhân t. Đấy, dấu trừ thầy bê lại. D thì thầy thay bằng d nhân 1. Đấy, các bạn nhớ thầy là cái d nhân 1 thì chính bằng d, mà như vậy thì mình có viết thêm cũng không sao, giống như trường hợp trên thôi, tức là mình viết thêm để mình đặt ra cho nó dễ hiểu thôi. Đấy, cái c cộng d thì cái chỗ c thì các bạn thay bằng d trên t. Đấy, nói chung là chỗ nào có c thì các bạn thay dt cho thầy hết. Rồi dấu cộng bằng b lại, d thì các bạn thay cho thầy là bằng d nhân 1. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy là cả tử và mẫu của d chung này. Như vậy các bạn đặt d ra ngoài. Đấy thì cái tử của các bạn đang dt trừ đi d nhân 1 ấy, thì các bạn vứt d ra ngoài này. Thì dt vứt d ra thì nó còn t. Dấu trừ các bạn bê lại này, d vứt ra thì nó còn 1. Đấy, các bạn bê lại đây. Như vậy thì sau khi mà đặt cái d chung thì các bạn thu được cái tích là d nhân mũ ngoặc t trừ 1 đúng không ạ? Cái mẫu của các bạn thì là d nhân t cộng với d nhân 1 ấy, thì các bạn đặt d ra thì cái t nó thì dt nó còn là t thôi. Đấy. Dấu cộng các bạn bê lại. D nhân 1 thì các bạn vứt d ra ngoài thì còn 1 thôi. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thu được cái kết quả là d nhân mũ ngoặc t cộng 1. Đấy, và đến đây các bạn thấy cho thầy được là tử và mẫu các bạn có d chung, như vậy chúng ta rút gọn đi thì chúng ta được một cái tỷ số đã rút gọn là t trừ 1 trên t cộng 1. Đấy, và chúng ta ký hiệu là 3 này. Thì qua cái 2 và cái 3 này thì các bạn lại thấy cho thầy được là hai cái thằng này của chúng ta đều là t trừ 1 trên t cộng 1 này. Đấy, chính vì vậy nên là vế trái chúng ta bằng t trừ 1 trên t cộng 1, vế phải cũng bằng t trừ 1 trên t cộng 1. Chính vì vậy nên các bạn suy ra cho thầy được là như vậy thì hai vế chúng ta bằng nhau. Thì đây chính là một cách mà chúng ta chứng minh một cái tỷ lệ thức nào đó suy ra từ cái tỷ lệ thức ban đầu. Thì đây chính là cái nội dung của bài học hôm nay. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các em.